9 điều lớn nhất cần tu dưỡng trong cuộc đời của một người đàn ông. Kính thưa quý vị và các bạn, cổ nhân cho rằng địa vị, tiền tài và của cải không thể là thước đo giá trị của một con người. Tu dưỡng đối với một người đàn ông là tối quan trọng, tựa như một loại ánh sáng lấp lánh soi sáng con đường tương lai, điều chỉnh hành vi và cách đối nhân xử thế của họ. Có câu nói rất hay rằng, một người có thể không thành công nhưng nhất định phải thành nhân, đặc biệt là người đàn ông. Bởi, đối với phạm vi nhỏ là gia đình, rộng hơn là xã hội, thì trọng trách của một người đàn ông luôn vô cùng to lớn. Vậy, trong đời một người đàn ông, cần phải đặt tâm tu dưỡng những điều gì để gánh vác trọng trách ấy? Sau đây là 9 điều lớn nhất cần phải tu dưỡng trong cuộc đời của một người đàn ông. Điều thứ nhất, tự bản thân nỗ lực. Một người đàn ông tự trọng cao luôn nỗ lực bản thân để thành tựu sự nghiệp, không dùng đường ngang ngõ tắt để đạt được mục tiêu của mình. Sự nghiệp của một người đàn ông không nhất định phải oanh liệt, nhưng nhất định phải có thành tựu, có thể đủ khiến bản thân hãnh diện và tự hào. Người đàn ông có trách nhiệm, tự bản thân nỗ lực sẽ không ngại khó khăn và dễ dàng bỏ cuộc. Người đàn ông bởi vì tự lực cánh sinh, tự bản thân thành tựu được sự nghiệp mà trở nên vĩ đại. Cho nên, họ tự nhiên cũng sẽ được người khác tôn trọng và tín nhiệm. Điều thứ hai là giữ chữ tín. Giữ chữ tín, giữ lời hứa từ cổ kim đối với một người đàn ông xưa nay là vô cùng quan trọng. Thời xưa, giữ lời hứa là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá phẩm chất của một con người. Nam tử Hán đại trượng phu, nói lời nào phải chắc chắn, nói một là một, hai là hai, nói được phải làm được, làm không được thì không nói. Nói chuyện không chắc chắn thì sẽ không có tôn nghiêm. Người không có tín thì không có nghĩa khí. Tín không chỉ là sinh mệnh thứ hai của người đàn ông, mà còn là nhân tố xây dựng nên mối quan hệ vững chắc giữa người với người, tâm với tâm. Điều thứ ba là đọc sách. Một người đàn ông tri thức nhất định phải là người thường xuyên đọc sách. Vô luận là bận rộn đến đâu, họ cũng đều không quên dành thời gian đọc sách kinh điển. Đọc một cuốn sách hay giống như kết thêm một người bạn tốt, có thể thay đổi tư tưởng và hành vi của mình. Hơn nữa, đọc các tác phẩm triết lý kinh điển của cổ nhân còn khiến người đàn ông trở nên bình tĩnh, hiểu được triết lý nhân sinh, đạo lý làm người và trưởng thành hơn khi giải quyết sự tình. Điều thứ tư là kết bạn có chí hướng. Thân Cư Vân, một vị học giả của triều đại nhà Thanh từng nói, người đàn ông mà không có chí khí thì một việc làm cũng không thành. Lữ Khôn ở triều đại nhà Minh cũng nói, người có chí khí mạnh mẽ thì có việc gì là không thể không làm được. Lưu Qua triều đại Nam Tống cũng đã nói, chí khí của người đàn ông có thể khiến cho biển cả được lấp đầy và núi được dời đi. Trong xã hội, các mối quan hệ giữa người với người là vô cùng quan trọng, đặc biệt là mối quan hệ bạn bè. Người bạn có sức ảnh hưởng rất lớn, nam nhân phải có sự kết giao rộng rãi, nhưng phải kết giao với người có cùng chí hướng, có thể khuyên can đưa ra được những bài học kinh nghiệm quý báu để cùng nhau phát triển thành công trong sự nghiệp. Điều thứ năm, từ bỏ thói quen xấu. Thói quen xấu hay tốt đều là do bản thân nuôi dưỡng mà thành. Cho nên, mỗi người cần từ bỏ những thói quen xấu có hại cho bản thân. Ví như, nếu ở hiện tại, một người còn chưa chủ động học tập, lười nhác và làm việc, thì tiền đồ của người ấy chỉ có thể là một màu ảm đạm. Điều thứ sáu, nhẫn nại và khoan dung. Nam nhân cần phải có tấm lòng khoan dung và có khả năng nhẫn nại. Trong cuộc sống có rất nhiều sự tình không mong muốn xảy ra. Khi những sự tình ấy đến đòi hỏi phải nhẫn nại và bao dung mới có thể tiếp nhận được. Nhẫn nại người khác cũng chính là khoan dung người khác. Một người có thể nhẫn nại và khoan dung người khác thì chính là một người đại lượng. Xưa nay, người đàn ông thành công thông thường cũng đều là những người có tâm đại nhẫn, đại lượng. Thứ bảy, bảo trì tâm thái tốt đẹp. Một người đàn ông trưởng thành phải biết điều tiết tâm thái của mình, coi trọng thân thể của bản thân. Người đàn ông muốn thu hoạch được nhiều tài phú phải có khí lực khỏe mạnh. Một người chỉ có thể đạt được điều này khi bảo trì được một tâm thái tốt đẹp, lạc quan và hướng về phía trước. Có câu nói rằng, danh thiếp của người đàn ông là nụ cười và lễ phép.
Một người đàn ông luôn giữ được vẻ mặt tươi cười chào đón người khác chính là một người thiện lương, mà mọi người đều nguyện ý kết giao với người thiện lương. Cho nên đây cũng là giấy thông hành cho việc thành tựu sự nghiệp của một người đàn ông. Điều thứ 8, tự tin và phong độ. Nam giới ngoài 20 tuổi bắt đầu có sự khác biệt rõ ràng ở tư tưởng và hàm dưỡng. Lúc này, mỗi người phải dụng tâm hoàn thiện bản thân mình. Tự tin là phẩm chất tối trọng yếu của một người đàn ông, cũng là điểm thu hút người khác. Người ta nói rằng, một người đàn ông có được sự tự tin, lại có thêm sự phong độ thì thực sự là có được bước đầu thành công rồi. Điều thứ 9, xem trọng sự nghiệp và gia đình. Một số người cho rằng, người đàn ông khi lựa chọn gia đình thì sẽ đánh mất sự nghiệp và ngược lại. Nhưng không hẳn là vậy. Một người đàn ông có tu dưỡng và trưởng thành thì gia đình càng là hậu phương vững chắc, là điểm tựa để sự nghiệp thành công. Họ sẽ không vì một chút trở ngại trong gia đình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp và ngược lại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 9 điều lớn nhất cần tu dưỡng trong cuộc đời của một người đàn ông.